chào mọi người. Khi nhắc đến thương hiệu xoa của Nhật Bản thì chắc chắn là không xa lạ gì đối với chúng ta rồi đúng không? Nhưng mà có một sản phẩm khiến cho toa trở nên phổ biến hơn đối với người sử dụng và giá thành thì vô cùng cạnh tranh, đó chính là em loa cột TZ205. Và trong video lần này thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn những đặc điểm nổi bật của em TZ205 này và mình sẽ trực tiếp đấu nối và hướng dẫn các bạn sử dụng em loa cột này vô cùng đơn giản và linh hoạt. Các bạn hãy cùng đón chờ nhé! Khi nhắc đến các đặc điểm nổi bật của em loa cột TZ205 thì giá thành chính là một đặc điểm giúp em nó có thể cạnh tranh tốt trên thị trường. Với thiết kế và công năng của em nó thì TZ205 có thể mang lại một chất lượng âm thanh rất là tốt và với tầm giá đó thì chúng ta không có gì để chê về em TZ205 này cả. Rất là phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng cũng như là nhiều không gian khác nhau. Để có những đánh giá khách quan hơn về em toa TZ205 này thì bây giờ mình sẽ review cho các bạn về những cái đặc điểm nổi bật của em nó. Thì em TZ205 này là một sản phẩm loa cột với trở kháng và độ bền cao. Vì thế mà em nó có thể hoạt động trong nhiều giờ liên tục mà chất lượng âm thanh mang lại thì rất là ổn định. Và như các bạn có thể quan sát thì em loa toa TZ205 này được thiết kế với 4 nón loa ở phía bên trong và bên ngoài đó là một lưới thép không dỉ. Và sản phẩm này thì đặc biệt là có khả năng đó là chống nước, vì vậy mà rất là phù hợp chúng ta có thể lắp đặt ở không gian ngoài trời nữa đấy. Và với thiết kế như vậy thì em toa TZ205 này cho một độ phủ âm thanh trong không gian rất là tốt. Với những đặc điểm ưu việt và thiết kế nhỏ gọn linh hoạt như thế này thì em toa TZ205 này rất là phù hợp để chúng ta sử dụng và lắp đặt trong các nhu cầu và mục đích như là các thông báo cho âm thanh công cộng trong phòng họp, hội nghị hay là nhà thờ. Và để nói về thông số kỹ thuật của em toa TZ205 này thì cường độ âm thanh của em ý là 93 dB và đáp tuyến tần số thì lên tới là từ 150Hz cho tới 10kHz. Và sản phẩm này thì chúng ta có thể kết nối rất là linh hoạt và dễ dàng với các thiết bị khác. Và để chứng minh cho các bạn thấy thì bây giờ mình sẽ cùng kết nối âm thanh, đấu nối em nó và chúng ta sẽ cùng thử cái chất lượng âm thanh của em ấy như thế nào qua video lần này nhé. Các bạn đừng rời mắt khỏi màn hình thì chúng ta sẽ bỏ lỡ một sản phẩm rất là tốt trong tầm giá. Để test thử âm thanh chân thực của em loa toa TZ205 này thì mình đã chuẩn bị ở đây đó là một bộ ampli và một chiếc mic của nhà toa đó là em ST800. Và bây giờ thì chỉ với một chiếc tua vít như thế này thì mình sẽ lắp đặt và đấu nối luôn để cho các bạn xem nhé. Nó thực sự rất là đơn giản. Mình là con gái, mình cũng có thể làm được việc này. Đầu tiên thì các bạn có thể chú ý một chút ở đây cái đầu dây đấu nối của em loa này nhé. Thì ở đây chúng mình có 3 màu sắc, thì ở đây tương đương với 2 lựa chọn cho công suất. Nếu như các bạn lựa chọn đấu nối của 2 dây màu xanh và màu trắng thì công suất sẽ là 10W. Còn khi các bạn lựa chọn đấu nối dây màu trắng và màu đen thì công suất sẽ là 20W. Và sự lựa chọn của hai công suất này sẽ giúp phục vụ cho các nhu cầu ở các không gian khác nhau. Ví dụ như chúng ta ở trong không gian lớn thì chúng ta có thể đấu nối với công suất là 20W. Còn không gian nhỏ hẹp hơn thì chúng ta sẽ dùng đấu nối của công suất 10W. Rất là thông minh và tiện lợi cho người dùng. Ok, bây giờ thì mình sẽ lắp đặt và đấu nối. Và mình sẽ thử với công suất 20W nhé. Mình sẽ lựa chọn dây màu trắng và dây màu đen. Ở đây thì khi đấu nối với ampli thì chúng ta sẽ chú ý là dây màu trắng thì chúng ta sẽ đấu nối vào vị trí có ký hiệu là COM. Mình sẽ đấu nối tại đây. Các bạn lưu ý là chúng ta phải vặn cái vít này chặt, khi đó thì cái tín hiệu nó sẽ không bị chập chờn nhé. Còn dây màu đen thì chúng ta sẽ đấu nối vào vị trí ký hiệu là 100V 83 ohm. Ok, sau khi chúng ta đấu nối được hai đầu dây này rồi thì mình sẽ đấu nối và cắm cái mic này vào ampli. Thì ở đây các bạn chú ý là khi chúng ta đấu nối cái mic này thì chúng ta sẽ tìm cái vị trí đó là nguồn phantom, thì chúng ta sẽ cắm vào đây. Và dưới vị trí này thì chúng ta còn sẽ nút on và nút off. Thì khi chúng ta muốn kích hoạt cái hoạt động của nó thì chúng ta sẽ đẩy cái phím này sang on. Ok, như vậy là mình đã đấu nối xong cái vị trí với ampli. Và bây giờ chúng ta sẽ chỉ việc là bật nút nguồn của ampli lên và điều chỉnh âm lượng. Ok, chúng ta sẽ điều chỉnh ở âm lượng đó là mic 1. Đây nha các bạn. Ok. Sau khi điều chỉnh ở mic 1 thì bây giờ chúng ta sẽ cùng test thử âm thanh chân thực của em ấy nhé. Alo, alo. Các bạn đang nghe âm thanh test thử sản phẩm loa
toa TZ205. Và đây chính là cái chất lượng âm thanh thực tế mà mình đang show cho các bạn xem. Ok, như vậy là mình vừa thử test âm thanh của em ý, các bạn có thể nghe rất là chân thực đúng không? Rất là sắc nét, rõ ràng và âm thanh thì vừa đủ nghe. Các bạn có thể điều chỉnh theo cái nhu cầu của chính mình. Và cái giải tần âm thanh mà em ý đáp ứng được đó là từ 150Hz cho đến 10kHz. Vì vậy mà chúng ta có thể ứng dụng trong rất là nhiều không gian khác nhau, từ việc sử dụng trong hệ thống âm thanh công cộng cho tới các âm thanh như là hội nghị, hội trường, các nhà hát hay là nhà thờ. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi sẽ mang lại những thông tin hữu ích dành cho mọi người về các giải pháp âm thanh chuyên nghiệp. Với gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực âm thanh thì Trung Chính Audio chính là một đơn vị uy tín, chắc chắn sẽ mang lại hài lòng dành cho các bạn. Và để nhận những tư vấn về kỹ thuật miễn phí, hãy liên hệ đến số hotline 0904 575 856 và để đặt hàng, hãy liên hệ đến số 0902 188 722 hoặc truy cập vào website tca.vn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và xin chào, hẹn gặp lại! Trung Chính Audio, âm thanh sống động, công nghệ đỉnh cao. Hotline 0902 188 722.